Thưa quý vị, trước việc giá lợn hơi liên tục tăng cao thời gian qua, có thời điểm đạt ở mức kỷ lục trên 100.000 đồng 1 kg, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn liên tục đưa ra các giải pháp nhằm bình ổn giá thịt lợn như tái đàn, nhập khẩu thịt lợn đông lạnh, lợn giống. Và mới đây nhất là ngày 12 tháng 6, việc nhập khẩu mặt hàng lợn sống từ Thái Lan về giết mổ đã chính thức có hiệu lực. Vâng, với giá chỉ khoảng 60.000 đồng 1 kg, lợn Thái Lan dự kiến sang tuần sau sẽ về đến Việt Nam và chỉ phải cách ly 5 ngày là được giết mổ, bán ra thị trường thay vì 30 ngày như dự kiến trước đó. Khi đó giá bán lợn hơi Thái Lan tại nước ta sẽ vào khoảng 80.000 đồng 1 kg mà thôi. Tuy nhiên, việc nhập khẩu lợn sống liệu đã là giải pháp căn cơ cho việc bình ổn giá lợn hay chưa? Những tác động từ giá lợn thế giới cũng ảnh hưởng như thế nào đến Việt Nam giai đoạn tới? Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lên phương án đối phó với tác động xung quanh việc nhập khẩu lợn sống ra sao? Tiểu mục Nông nghiệp trong tuần xin dành phần lớn thời lượng phân tích các vấn đề này ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 11 tháng 6, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chính thức đồng ý đề xuất của Cục Thú y về việc nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan vào Việt Nam để nuôi hoặc giết mổ làm thực phẩm kể từ ngày 12 tháng 6 năm 2020. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao Cục Thú y ban hành văn bản hướng dẫn kỹ thuật cụ thể việc kiểm dịch nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam để nuôi hoặc giết mổ làm thực phẩm theo các quy định hiện hành, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho đàn lợn. Theo Cục Chăn nuôi, hiện có 8 doanh nghiệp Thái Lan có các trang trại đủ điều kiện để xuất lợn sống sang Việt Nam. Theo đó, số lượng lợn xuất sang Việt Nam có thể thay đổi tùy theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Qua đó, đã có rất nhiều doanh nghiệp đang đăng ký để nhập khẩu. Số lượng đăng ký nhập khẩu tính đến ngày 12 tháng 6 đã lên đến gần 1 triệu con. Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến, việc nhập khẩu lợn không có hạn ngạch nhưng phải đảm bảo an toàn cho đàn lợn trong nước và không ảnh hưởng đến người chăn nuôi. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, và đặc biệt trong điều kiện Covid, là chúng ta sẽ cho nhập lợn sống từ các nước vào để giết mổ. Thế thì cái nội dung này thì hôm nay báo cáo ông chí là chúng ta chỉ còn có khác cái thời kỳ không Covid là không có đoàn cán bộ kỹ thuật sang đánh giá thôi. Còn trong hoàn cảnh Covid thế này thì chúng ta cũng phải có cái sáng tạo và có cái chủ động. Thế thì cái nội dung này Bộ đã có văn bản chỉ đạo các sở nông nghiệp, các chi cục thú y vùng, các trung tâm kiểm dịch và các chi cục chăn nuôi thú y ở các tỉnh để triển khai một cách đồng bộ. Do lượng lợn nhập khẩu lớn, cộng với lượng lợn từ các công ty miền Bắc bán ra nhiều hơn, trong khi tiêu thụ giảm do nắng nóng kéo dài, đã kéo giá lợn hơi cả nước giảm về dưới 90.000 đồng 1 kg. Giá cả mà khi nhập về đấy, thì cũng thêm cái nguồn cung cái lợn thịt. Thứ hai là thêm cái nguồn cung cái lợn để nuôi thương phẩm. Thì như vậy chắc chắn là giá sẽ giảm, và giá giảm như vậy thì thuận lợi cho người tiêu dùng, và cũng như theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với bộ lãnh đạo bộ đấy, là chúng ta phải đảm bảo được 3 mục tiêu là đảm bảo lợi ích của người chăn nuôi, lợi ích của người giết mổ phân phối và lợi ích của người tiêu dùng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp nhập khẩu lợn trong nước cho biết, từ khi Cục Thú y Thái Lan công bố cho phép xuất khẩu lợn sống sang Việt Nam, giá lợn hơi tại Thái Lan đã tăng thêm 8.000 đồng 1 kg, vượt mức 60.000 đồng 1 kg. Sau khi tính toán mọi chi phí, giá lợn hơi về đến Việt Nam ở mức từ 80.000 đồng đến 85.000 đồng 1 kg. Và điều này có thể khiến những nỗ lực hạ giá thịt lợn trong nước gặp khó. Giữa lúc giá lợn hơi Trung Quốc tăng mạnh, cao gấp từ 1,5 đến 2 lần giá lợn trong nước, làm tăng nguy cơ lợn trong nước bị tiểu thương lén lút xuất lậu qua biên giới, khiến nguồn cung càng thêm khan hiếm. Nhất là trong thời điểm này, dịch tả đang tái bùng phát tại nhiều nơi. Lường trước những tác động này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiếp tục tăng cường chỉ đạo ngành và các địa phương nỗ lực tái đàn và tăng đàn lợn, đảm bảo nguồn cung thịt lợn. Mới đây nhất, Bộ đã có văn bản gửi 22 địa phương trên cả nước yêu cầu các địa phương tái đàn chậm nhất phải chú trọng hơn nữa công tác tái đàn. Vướng mắc khó khăn lớn nhất hiện nay đó là phải tập trung thúc đẩy phát triển nhanh ở khu vực hộ nông dân chăn nuôi quy mô vừa, và thứ hai nữa là các hợp tác xã. Đây chính là hai khu vực mà tham gia một cái cơ cấu tới 60-65% tổng đàn lợn thì chúng ta phải thúc đẩy nhanh hơn. Bởi vì cái khu vực chăn nuôi lớn
bao gồm 15 doanh nghiệp lớn thì chiếm 35%, thì tốc độ hiện nay rất nhanh rồi, với tốc độ tới 17%. Như vậy chúng ta còn phải ưu tiên cái hiện nay hướng các giải pháp và chính sách vào chính là chăn nuôi hộ tập trung và trang trại cũng như là hợp tác xã. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng đàn lợn thịt cả nước đã đạt hơn 24 triệu con, tốc độ tăng trưởng đàn là 5,78% một tháng. Dự kiến cuối quý 3, đầu quý 4 tới thì tổng đàn lợn sẽ bằng với trước khi dịch tả lợn châu Phi diễn ra, khiến hơn 7 triệu đầu lợn bị tiêu hủy.